khi bạn thấy kẹp tóc không nóng. Bạn không nên cầm dây điện vì bị giật đấy. Hãy làm theo cách này nhé. Phủ lên đó một lớp keo, dán lại bằng băng keo điện. Giờ thì nó an toàn rồi. Cô gái này năng động nhỉ. Nhưng cô tuột luôn chiếc quần rồi kìa. Thì ra chiếc quần cô rộng quá à. Hãy dùng chiếc khăn tay này nhé. Dùng nó thắt chặt lại chiếc quần. Giờ thì vừa vặn rồi nhé. Bạn tự do thể hiện nhé. Khi cô bạn ăn kem mà mãi mê nói chuyện. Ôi, kem chảy lên chân cô rồi kìa. Bạn nên đặt chiếc giấy cúp khay phía ngoài. Giờ thì bạn thoải mái nói chuyện nhé. Ôi, chiếc nhẫn đẹp làm sao. Và bạn cô ta đã tiến đến. Và cô ta muốn đeo thử chiếc nhẫn. Và tất nhiên cô bạn không vui vẻ gì rồi. Ôi, giờ thì khó tháo ra quá. Dùng bao cao su xem sao. Hãy mang vào ngón tay. Giờ thì tháo ra dễ dàng rồi. Bạn nên cẩn thận khi một mình nhé. Như thế bạn rất dễ mất tiền vì bị móc túi. Khi bạn phát hiện ra thì tiền đã mất rồi. Hãy thử cách này xem. Mở băng vệ sinh ra và để tiền vào trong. Giờ xem thử hiệu quả không nhé. Nó có hiệu quả rồi. Giờ ăn cơm rồi nhé. Bạn gái có thói quen gác chân lên đùi bạn. Nhưng chân cô ấy hình như có mùi hôi. Và anh chàng sẽ xa lánh bạn gái ngay. Cô gái cũng mất tự tin. Hãy thử dùng cách này. Dùng lăn khử mùi thoa lên bàn chân. Giờ tự tin rồi nha. Ngồi công viên thì nhiều mũi thật. Cảm giác thật là khó chịu. Hãy cắt chai nước ra. Bỏ đường nâu, men và đổ nước nóng vào. Khuấy đều. Giờ hãy xem công dụng của nó. Bạn sẽ không bị muỗi làm phiền nữa rồi. Thoải mái ăn uống. Thật thích khi không có muỗi.
ôi, xảy ra va chạm rồi. Và anh chàng vô tình nhìn thấy băng vệ sinh rồi. Bạn nên bỏ chúng vào túi khăn giấy. Giờ thì bạn sẽ tự tin hơn rồi. Cô bạn không vui vì sợi dây chuyền đã cũ. Hello. Bạn cô đang tiến đến. Và cô ta chuẩn bị uống sữa. Dường như sữa đã hư rồi. Xem cô bạn có tận dụng sữa này được không. Hãy ngâm dây chuyền vào sữa và đợi 15 phút. Giờ bạn lau sạch lại. Wow, giờ nó như mới rồi. Bạn phát hiện vết bẩn dưới sàn. Ôi, vết dầu ăn. Cho baking soda dấm vào nước lau sàn. Giờ bạn hãy lau vết bẩn xem nào. Ồ, sạch sẽ đấy. Và có thể dùng khăn lau bàn nữa. Nhỏ vài giọt dầu ô liu xuống sàn. Nặng chanh và lau lại rất sạch sẽ. Cô gái không muốn bức tranh treo ở đây. Cô phải gỡ nó xuống. Nhưng vết keo khó lấy ra được. Hãy thử dùng cách này xem. Ôi, dùng dao thế thì không tốt đâu. Hãy đổ nước dấm vào khăn. Giờ dùng khăn lau vết keo đó nào. Giờ đã sạch sẽ rồi nhé. Trời nóng ở nhà ăn kem là thích nhất. Nhưng khó lấy kem ra quá nhỉ. Hãy nhúng cây gấp kem vào nước nóng. Giờ thì lấy kem ra đơn giản rồi. Bạn hãy thử xem sao nhé. Thì bạn gái muốn dời chiếc bàn đi. Nhưng nó quá nặng với cô. Dùng cách khác thôi. Dán keo vào những chiếc xe đồ chơi. Và gắn chân bàn lên đấy. Giờ thì đơn giản rồi. Khi bạn hay làm rơi chìa khóa, hãy cột nó vào dây giày. Như thế thì bạn không cần lo lắng nữa rồi. Cô gái đang cố níu giữ chàng trai ở lại. Nhưng anh ta vẫn cất bước ra đi. Bạn cô thông cảm cùng cô. Và cô ấy sẽ tìm cách giúp bạn mình.
Bỏ hoa cúc, bạc hà và chanh vào cốc. Đợi 5 phút nhé. Nào, hãy uống xem cô bạn. Nó giúp cô phấn chấn hơn đó.